cân điện tử Gia Phát. Xin chào anh chị ạ. Video lần này chúng ta sẽ nói về cân điện tử 3 kg. Thì ở cái mức 3 kg có nhiều cái dòng cân chuyên dụng, ví dụ như là cân điện tử nhà bếp cũng có cân 3 kg, cân trọng lượng có độ chính xác cao cũng có cân 3 kg, cân đếm số lượng cũng có mức cân 3 kg, hay cân điện tử chống nước cũng có mức cân 3 kg. Thì video clip này sẽ nói chuyên sâu về dòng cân trọng lượng có độ chính xác cao thôi, là dòng cân sử dụng trong công nghiệp là chính. Còn những cái video clip về cân nhà bếp, cân đếm số lượng hay cân chống nước thì xin mời anh chị xem ở những video clip kế tiếp anh chị ha. Còn bây giờ chúng ta chỉ tập trung nói về dòng cân trọng lượng 3 kg có độ chính xác cao là 0.1 g thôi. Video này cân tử Gia Phát chia làm hai phần. Phần đầu sẽ nói về những cái thông số quan trọng mà khi mà anh chị lần đầu tiên tiếp xúc với cân điện tử, lần đầu tiên anh chị đi mua cân điện tử thì anh chị nhất định sẽ quan tâm tới nó. Còn ở phần sau thì cân điện tử Gia Phát sẽ so sánh trực tiếp 4 dòng cân điện tử 3 kg có độ chính xác cao với nhau để giúp cho anh chị tìm ra được một cái dòng cân đúng nhất với nhu cầu sử dụng thực tế của mình, và mình tìm mua nó nhanh hơn và nó dễ dàng hơn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ quay về những cái thông số quan trọng mà chúng ta sẽ nhất định chúng ta sẽ quan tâm để chúng ta tìm mua cho đúng loại. Đầu tiên đó là mức cân tối đa và độ chính xác. Thì hai cái thông số này thường thường nó đi đôi với nhau. Thì cân điện tử 3 kg thì mức cân tối đa cũng chỉ 3 kg thôi. Nếu mà chúng ta cân nhiều hơn 3 kg thì cân nó sẽ báo tích quá tải, và chúng ta buộc lòng chúng ta phải lấy hàng hóa xuống, và mỗi lần cân thì chúng ta chỉ cân được ít hơn 3 kg mà thôi. Và thông số thứ hai đó là độ chính xác. Một số anh chị khác gọi là bước nhảy, một số anh chị khác gọi là sai số. Thì nôm na những cái dòng cân 3 kg có độ chính xác cao thì thông thường thì độ chính xác sẽ là 0.1 g. Thì cái độ chính xác hay bước nhảy này nè thì mình hiểu như nôm na như thế này: khi mà anh chị đặt hàng hóa lên cân thì cân nó nhảy số tăng lên từ từ, 0.1 g, 0.2 g, 0.3 g, 0.4 g, 0.5 g, nó tăng lên từ từ như vậy đó, và mỗi lần số nó tăng là 0.1 g. Thì chính cái 0.1 g đó mình hiểu rằng đó là độ chính xác hay là bước nhảy. Thông số kế tiếp mà chúng ta cần quan tâm đó là kích thước của đĩa cân. Thì thông thường cái kích thước của đĩa cân inox mình chọn nó phải lớn hơn cái kích thước mặt đáy của hàng hóa mà chúng ta đang cần cân, thì mình cân nó sẽ thuận lợi hơn. Một thông số quan trọng nữa đó là cân này sử dụng pin sạc hay là ghim điện trực tiếp. Thì nếu mà chúng ta cần một cái cân di động, cần một cái cân linh động sử dụng nhiều vị trí trong nhà xưởng thì chúng ta nên chọn dòng cân có sử dụng pin sạc anh chị ha. Những dòng cân này ngoài cái chức năng cân trọng lượng thì còn những chức năng hỗ trợ khác không? Ví dụ như chức năng đếm số lượng, hay chức năng kiểm cân kiểm tra thiếu độ thừa. Thì nếu anh chị đã quan tâm đến những cái chức năng chuyên dụng rồi thì gần như anh chị đã có nhiều thông tin về dòng cân 3 kg này ha. Thì chúng ta sẽ chuyển sang cái phần 2 là phần mà so sánh 4 cái dòng cân 3 kg có độ chính xác cao phổ biến nhất trên thị trường hiện nay. Đó là HAW của Trung Quốc, JWQ, JWRN và JWL của Jadever Đài Loan. Cả 4 cân này đều có mức cân tối đa là 3 kg và độ chính xác là 0.1 g chị ha. Về màn hình thì chỉ có anh JWRN là màn hình LED đỏ, còn ba anh còn lại vẫn dùng cái màn hình LCD tiết kiệm pin. Thì LCD và LED nó khác nhau như thế nào? LCD là chữ màu đen và có đèn nền phía dưới để chúng ta tắt hoặc bật cái ánh sáng đèn nền. Mục đích mình chọn LCD chính là tiết kiệm pin và thời gian sử dụng cân nó lâu dài hơn. LED thì có LED đỏ và có LED xanh. Mục đích mình chọn LED là cho chúng ta có cảm giác dễ đọc số hơn, và dĩ nhiên cái màn hình LED thì nó mau hết pin hơn so với màn hình LCD. Cả 4 cân trên đều sử dụng pin sạc 6V anh chị ha. Còn về đĩa cân inox thì chỉ có anh JWQ là anh sử dụng cái đĩa cân nhỏ nhất là 175 x 190 thôi, còn ba còn lại vẫn là 294 x 228 cả. Và đó là những cái đặc điểm nổi bật của 4 dòng cân này. HAW là cân điện tử giá rẻ nhất của thương hiệu Trung Quốc, JWQ là cân điện tử giá rẻ nhất của thương hiệu Jadever Đài Loan, JWRN là cân điện tử có màn hình LED đỏ dễ đọc số nhất, JWL là cân mà thường sử dụng để kết nối máy tính máy in nhiều nhất. Như vậy là anh chị đã có cái nhìn tổng quan về 4 cái dòng cân điện tử 3 kg và có độ chính xác cao 0.1 g trên. và để tìm xem những thông tin chi tiết, những thông số kỹ thuật hay so sánh trực tiếp những cái dòng kênh này với nhau thì anh chị có thể truy cập đến website kênh giafat.com hoặc là kênh điện tử giafat.com, có hẳn luôn cái chuyên mục kênh tự 3kg sẽ tập trung tất cả các dòng kênh điện tử 3kg này ở cùng một chuyên mục đó, giúp cho anh chị dễ dàng tìm kiếm nhiều thông tin hơn anh chị ha. Có thể là anh chị đã vừa ý một cái dòng kênh nào đó rồi và anh chị cần biết giá của dòng kênh điện tử đó là bao nhiêu, thì không chỉ riêng về kênh điện tử đâu, một số cái mặt hàng thông thường khác thì có thể rằng là giá của ngày hôm nay nó đã thấp hơn ngày hôm qua rồi, có thể giá ngày hôm nay đã tốt hơn ngày hôm qua rồi, cho nên anh chị cứ nhấc điện thoại lên và gọi ngay đến số hotline hiển thị trong màn hình, đó là 0909 899 833 0909 859 833 thì đội ngũ nhân viên của kênh Tự Gia Phát sẽ báo giá tốt nhất của ngày hôm nay và giao cân nhanh nhất đó anh chị ạ. Và xem xong video này mà anh chị cảm thấy video clip này nó hữu ích thì anh chị đừng quên nhấn vào nút subscribe hay là nút đăng ký bên dưới video này để nhận được những video clip mới nhất từ kênh Tự Gia Phát anh chị ha. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian theo dõi video này và chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt ạ. Xin cảm ơn ạ.